Đạo sư là chỉ dẫn mọi người đi vào Phật Đạo Thập trụ đoạn ký kinh nói Hiệu đạo sư khiến chúng sanh hiểu được chánh pháp của mình Hoa thủ kinh nói Có thể vì người mà nói đạo không có sanh tử nên gọi là đạo sư. cách sơn hô này ở trong kinh điển Đại thừa là tôn xưng đối với đức Phật. Không được xưng hô tùy tiện. Trong Phật pháp Cách xương hôn này Là thường thức Cần phải biết Thông thường trong xã hội Danh từ hòa thượng Ai cũng biết Nhưng bây giờ hàm nghĩa Rất mơ hồn thậm chí sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng. Hai chữ này là dịch âm tiếng phạn. Nghĩa của nó là thân giáo sư. Nên mối liên quan này vô cùng mật thiết. cũng vô cùng quan trọng trong một trường học phật pháp đích thực là trường học người chủ trì việc giáo hóa là hiệu trưởng họ nắm giữ chính sách dạy học do họ mời thầy giáo tất cả thầy giáo dạy học đều không thể tách rời tôn chỉ dạy học khiến việc dạy học đạt đến mục tiêu hoàn thiện nhất bởi vậy việc giáo dục làm có thành công hay không mẫu chốt ở vị hiệu trưởng không do thầy giáo, thầy giáo chỉ chấp hành sách lược chung. Tổng chỉ huy là người hiệu trưởng. nền hòa thượng chính là hiệu trưởng. Một đạo tràng chỉ có một người được gọi là hòa thượng. Thông thường gọi là phương trượng trú trì người này được gọi là hòa thượng ngoài người này ra những người xuất gia khác không được gọi là hòa thượng mà gọi là a xà lê người xưa có khi ngôn ngữ đơn giản gọi là a xà lê xà lê nghĩa là a xà lê đều là tiếng phạn xà ly tức là thầy giáo bình thường như giáo thọ ở trường giáo thọ trong trường đại học gọi là xà ly hiệu trưởng mới gọi là hòa thượng nền hòa thượng vô cùng tôn quý một đạo tràng lớn chỉ có một vị hòa thượng không có nhiều bây giờ chỉ cần nhìn thấy người xuất gia người ta đều gọi là hòa thượng Đối với Phật Pháp Danh từ này là chưa thật sự hiểu rõ Hiểu thật sự sẽ không có tình hình này Bây giờ cũng rất ít người nói đến vấn đề này Chúng ta học đến đây cần phải nói rõ một chút Bởi vậy Phật giáo là thầy dẫn đường Nó không phải tôn giáo trong tôn giáo không có xưng hô này thân giáo thọ không có xưng hô này chỉ có trường học mới có ở trong trường học đầy đủ điều kiện của một hòa thượng dùng cách nói hiện nay để nói một người hiệu trưởng của trường họ thật sự là thân giáo sư còn một người nữa cũng có thể gọi là hòa thượng đó là người trực tiếp chỉ đạo ta dạy ta quan hệ của người này tuy họ không phải hiệu trưởng của trường nhưng mối liên quan của người này với tôi đặc biệt mật thiết chúng ta học theo họ hiện nay gọi là giáo thọ chỉ đạo trong trường rất nhiều giáo thọ không có chỉ đạo chúng ta không học môn của họ chúng ta chỉ gọi họ trong phật giáo gọi là xà ly gọi là a xà ly tức thông thường gọi là thầy giáo trực tiếp dạy chúng ta quan hệ này rất quan trọng đây cũng có thể gọi là hòa thượng phật pháp là sư đạo quý vị xem chúng ta xưng phật là tôm xưng đối với phật phật là hòa thượng là hòa thượng thật sự của chúng ta hòa thượng duy nhất phật cũng gọi là đạo sư nên đạo sư là tôn xưng đối với phật một xưng hô khác gọi là đại sư đại sư không phải xưng hô tùy tiện đại sư là xưng hô đối với phật quý vị xem trong truyền thống xưa những người xuất gia họ đã có thành tựu nhưng không được xưng đại sư trong thiền tông họ có thành tựu gọi là thiền sư trong giáo môn có thành tựu gọi là pháp sư thông đạt tam tạng quản học đa văn thông đạt tam tạng nghĩa là có tư cách tiên dịch kinh điển chúng ta gọi là tam tạng pháp sư đều dùng cách xưng hô này chứ không gọi họ là đại sư ngày xưa Đế dương phong hiệu cho họ Thông thường Gọi là quốc sư Đó đều là phong hiệu Thầy của hoàng đế Quốc dương đại thần Tiếp thu chỉ dẫn của họ Tiếp thu giáo huấn của họ Xưng là quốc sư Thông đà kinh luận Gọi là kinh sư luận sư Thông đạt giới luật gọi là luật sư Những xưng hô này đều có sở trường Tam tạng kinh luật luận thông đạt giống nhau Là xưng hô như vậy Xưng Pháp Sư, xưng Đại Pháp Sư Xưng Đại Pháp Sư là tôn kính Kính xưng đối với họ Nên những thương thức này chúng ta đều phải biết Cách xưng hô sai lầm đó đều là người ngoài Trong các tông phái khác nhau Người tu học có thành tựu thông đạt một tông phái Cũng xưng là Pháp Sư Đây là thói quen Chúng ta có thể nhìn thấy Nhưng Duy nhất tổ sư của tịnh Độ Tùng Quen gọi là Đại Sư còn tổ sư các tùng phải khác đều không xưng hô như vậy vì sao vậy vì đại sư là phật đại sư ở đây họ có thể đưa người vào phật đạo vào là khai ngộ họ có năng lực này Giúp người tin hiểu chưa đủ Phải giúp người ngộ nhập Người này mới được gọi là Đại Sư Vì sao tịnh Độ Tông xưng là Đại Sư Đây cũng có đạo lý của nó Những người tu hành của tịnh Độ Tông họ có thể giúp người học tức học trò niệm phật giảng sanh tịnh độ sanh tịnh độ là thành phật không có gì khác với tu học chứng quả đại triệt đại ngộ đặc biệt là trong kinh điển nói rất rõ ràng sanh đến thế giới cực lạc đều làm bồ tát a duy việt trí như vậy không đáng nể ư a duy việt trí là người minh tâm kiến tánh đái triệt đái ngộ họ vượt ra mười pháp giới sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai nên tổ sư tịnh độ tông được gọi là đại sư. Quý vị xem thông thường chúng ta xưng đại sư ấn quang, đại sư huệ diễn, đây là thói quen trong Phật giáo. Chúng ta cần phải hiểu đại sư tuyệt đối không được xưng hô tùy tiện. Tùy chúng ta rất tôn kính họ cung kính họ nhưng không được quá đà. Người xưa gọi là lễ tiết, tiết là có tiết độ, không được vượt quá, gọi đại sư là vượt ra khỏi mức độ. Xem họ giống như Phật. Địa vị giống như Phật. Điều này cần phải biết. Kinh thập trụ đoạn tiết nói rất hay Gọi là đạo sư Khiến chúng sanh hiểu rõ Đi vào chánh đạo Chúng sanh rất nhiều rất rộng Chúng sanh trong mười pháp giới Có năng lực giúp họ hướng dẫn họ dạy rõ chánh đạo chánh đạo là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật như vậy gọi là đạo sư trong kinh hoa thụ nói có thể vì người nói đạo không có sanh tử gọi là đạo sư không có sanh tử là đại bác niết bàn đều là giúp chúng sanh siêu phàm thành thánh không chỉ là chuyển mê thành ngộ còn phải chuyển phàm thành thánh người như vậy mới có thể xưng là đạo sư Kim Phật Báo Ân nói Đại Đạo Sư Dùng chánh lộ để nói rõ con đường Niết Bàn Kinh là con đường Con đường này là thông định bát Niết Bàn Khiến đạt được vô di thường lạc Bên dưới có một chú giải Vô gì là chỉ pháp vô vi Thường lạc là chỉ thường lạc ngã tịnh Điều này vô cùng rõ ràng Trong kinh Hoa Nghiêm Là cạnh giới của 41 vị Pháp thân đại sĩ có thể dạy người chứng được pháp thân đại sĩ người này gọi là đạo sư gọi là đại đạo sư trong chân giải lại nói bậc đạo sư tu hành tức di đà thí tuôn bình đẳng tiếp dẫn tất cả mọi người còn Đại Đạo Sư Tức Di Đà Thí Tôn Lấy bổ nguyện dẫn nhiếp ngũ thừa Chân dạy Hoàn toàn y theo tịnh Tông mà nói Đây là trong chú giải kinh vô lượng thọ nói bậc đạo sư tu hành Tức di đà thế tương Bình đẳng Tiếp dẫn không sót một ai Ở đây chú trọng hai chữ bình đẳng Tiếp nối bên dưới bậc đại đạo sư Tức Di Đà Thị Tường dùng bổ nguyện Dẫn nhiếp ngũ thừa Quý vị xem ở trước Nói bình đẳng tiếp dẫn tất cả Còn ngũ thừa Là nói nhân thừa Thiên thừa Hai loài này Thông thường gọi họ là tiểu quả nhân thiên hoặc là nhân thiên thừa định tiểu quả đều không nói được vì sao vậy vì chưa ra khỏi luân hồi lục đạo thanh văn duyên giác là tiểu thừa thông thường gọi thanh văn là tiểu thừa duyên giác là trung thừa Bồ Tát là Đại Thừa Vậy là Ngũ Thừa Phật Pháp Ý này chính là nói Đạo sư có năng lực Khiến tất cả chúng sanh Đều được độ bình đẳng Điều này chỉ có Phật A-di-đà mới làm được một số người thật sự không làm được bốn mươi tám nguyện của phật a di đà tiếp dẫn tất cả chúng sanh bên dưới hoàng niệm tổ nói với chúng ta nên bây giờ bổn sư diễn thuyết kinh này bổn sư là đức thí tôn Ngài là bậc thầy căn bản của chúng ta Nên mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Thế Tôn Chứ gì nhất định phải hiểu rõ ràng mối quan hệ thầy trò Phật là thầy của chúng ta Chúng ta là học trò của Ngài Nên tự xưng là đệ tử Ngày xưa vô cùng chú ý cách xưng hô vì mất sức căn bản trong lễ tiết Không thể xưng hô sai Chúng ta đối với bất cứ ai Khiêm tốn đều là xưng danh Đây là cổ lễ Hiện nay rất nhiều người không biết Ví dụ chúng ta thì rất nhiều thứ trước mắt Hoặc là viết gian tự cho chúng ta Tự xưng là mạc học Tự xưng là hậu học Điều này không được Phải như thế nào xưng danh Tôi đối với những người lớn hơn một bậc Đều tự xưng là tịnh không Đối với cha mẹ cũng tự xưng tên Xưng tên là cung kinh nhất Cung kính nhất khiêm tụng nhất Má học Có thể xưng với người ngang hàng nhưng xưng danh vẫn tốt hơn Đây là cách xưng hô cùng kiệm nhật Tôn xưng thông thường với đại chúng là xưng thiện tri thức Trong kinh nói thiện nam tử thiện nữ nhân Người xưa thường gọi là đại đức Gọi là nhân giả Cách này đều rất hay Đều là cách xưng hồ trong kinh Phật Đại đức nhân giả đều là tôn xưng Đối với Pháp Sư a la hán Đây là lễ tiết thân thường Hiện nay bổn sư Thế Tùng diễn thuyết kinh này Đúng là trú nơi chỗ tu hành của Phật A-di-đà Nơi tu hành của Phật A-di-đà không có gì khác Khắp mười phương thế giới Thị hiện giảng kinh thuyết pháp Những điều này chúng ta đều rất quen thuộc Cần dùng thân gì để độ Họ liền hiện thân đó phẩm loại chúng sanh không đồng trình độ khác nhau rất lớn phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khế lý khế cư khế cư tức là nói nội dung dạy học thích hợp trình độ của học sinh trình độ học trò cạn quý vị không thể nói quá cao thâm họ không hiểu nghe không hiểu trình độ học sinh cao quý vị nói cạn họ không vừa ý cần phải thích hợp đúng mức họ nghe xong mới thấy hoan hỷ họ nghe mới có tính tâm điều này thật sự cần phải có trí tuệ chân thật không có trí tuệ chân thật không thể quản tự được họ vừa nhìn là biết được căn tánh của quý vị không những biết đời này của quý vị họ còn biết nhiều đời kiếp quá khứ của quý vị học những gì trong ai là gia thức quý vị có chủng tử gì họ biết hết trong lúc này cần phải nói với quý vị những gì để những hạt giống trong A Lạ Gia Thức khởi hiện hành Khởi hiện hành là giúp quý vị ngộ nhập Đây là điều không dễ Là khí cơ, khí lý Lại dễ hơn Lý là gì? Là những gì chư Phật như Lai chứng được chúng ta học tập kinh giáo thời gian dài gọi là thâm nhập kinh tạng đối với lý sẽ không mê thực nhưng quán cơ là chân công phu điều này không dễ pháp thế gian đó là kinh nghiệm dạy học Nhưng không so sánh được người có tu có chứng Sự quán cơ này phải là công phu đắc lực Không so sánh bằng họ Cho nên Chúng sanh phải có nhân duyên gặp được Phật Bồ Tát Gặp được Phật, gặp được Bồ Tát, Pháp thân Bồ Tát Hầu như không ai không khai ngỏ Suốt đời chúng ta không gặp được Là nghiệp chướng chính mình quá nặng Tuyệt đối không phải nói Không có cảm ứng với Phật Bồ Tát Tâm chúng ta cầu Phật Ý niệm vừa khởi Phật Bồ Tát liền nhận được tin tức của chúng ta Họ lập tức đến giúp Vì sao chúng ta không thấy không nghe Đây là nghiệp chương Trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi về vấn đề này Nghiệp chướng tiêu trừ Cảm ứng liên hiển tiên Chúng sanh có cảm Phật nhất điểm có ứng Chúng ta rõ ràng cầu Phật Bồ Tát gia trì Đây là hiển cảm Làm gì có chuyện không ứng Nhân duyên ta thành thuộc Tuy chưa có ý niệm cầu Phật, đó gọi là minh cảm đức Phật biết cũng đến thể hiện cho quý vị. Cũng đến dẫn dắt quý vị. Quý vị cũng có thể quát nhiên đại ngộ. Không phải quý vị có tâm cầu ngẫu nhiên, hình như rất ngẫu nhiên, thật ra không phải ngẫu nhiên. Quý vị là minh cảm. Phật Bồ Tát hiển cảm Cách nói này trong Kinh Trong điển tịch của lịch đại Tổ sư Đại Đức Trong trước thuộc chuyện ký của họ chúng ta có thể lãnh hội được chân tướng sự thật này là thật không phải giả do đó chúng ta biết sám trừ nghiệp chướng là phương pháp tu học quan trọng Trong đời này sở dĩ Chúng ta học một cách khó khăn như vậy Thậm chí đời này Phương hướng mục tiêu đều sai Không đạt được quả báo Mà chúng ta mong cầu hy vọng Toàn là nghiệp chương làm chướng ngại Vì vậy nhất định phải học những người tu học chân chánh Mỗi ngày sám trừ nghiệp chướng bản thân chúng ta không biết trong kinh địa tạng nói rất hay chúng sanh trong cõi diêm phù đề là nói chúng sanh ở địa cầu chúng ta khởi tâm động niệm không có gì không phải tội không có gì không phải nghĩ lời ngài nói chúng ta tin được chăng bình tĩnh tỉ mỉ để lãnh hội mới thấy ngài nói không sai chút nào chúng ta khởi tâm động niệm hầu như đều rơi vào tham sân si đây gọi là tam độc khởi tâm động niệm tương ưng với tam độc như vậy sao không phải là tội nghiệp Kinh Địa Tạng nói không quá đáng chút nào Nếu ý niệm này Rơi vào danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần đó chính là tham sân. Tôi đã đạt được đây là tâm tham. Khi chưa đạt được thì có oán hận, có đố kỵ, có tâm sân nhuy. Mê mà không giác là ngu si.